tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Hội đồng Nhân dân Quận Ba Đình và Hội đồng Nhân dân Huyện Mỹ Đức đã tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân Quận Ba Đình đã thông qua nghị quyết về việc nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên dân số của phường Nguyễn Trung Trực vào phường Trúc Bạch, thành phường Trúc Bạch. Sau sáp nhập, phường Trúc Bạch mới có diện tích tự nhiên 0,66 km2, đạt 12,13% so với tiêu chuẩn, quy mô dân số 16.782 người, đạt 111,88% so với tiêu chuẩn. Trụ sở phường Trúc Bạch hiện tại là trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới. Ngoài ra, Hội đồng nhân dân quận Ba Đình phê duyệt dự án cải tạo vỉa hè phố Ngũ Xã. Nguyễn Khắc Hiếu, cải tạo vỉa hè phố Phan Huy Ích, ngõ Hàng Bún, cải tạo nâng cấp vườn hoa vườn trúc Bạch, cải tạo nâng cấp đường dạo ven hồ Trúc Bạch, cải tạo hè phố quán Thánh, khu vực vườn hoa Phạn Xuân. Chiều cùng ngày, Hội đồng Nhân dân huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 cũng tổ chức kỳ họp thứ 12 thông qua nghị quyết hợp nhất một số đơn vị hành chính. Cụ thể, huyện Mỹ Đức hợp nhất nguyên trạng diện tích tự nhiên quy mô dân số của xã Mỹ Thành vào xã Bột Xuyên thành xã Mỹ Xuyên. Hợp nhất nguyên trạng diện tích tự nhiên quy mô dân số của xã Đốc Tính vào xã Vàng Kim thành xã Vàng Tính. Theo đó, cử tri xã Mỹ Thành và xã Bột Xuyên đồng ý hợp nhất và đồng ý tên gọi sau khi sắp xếp là Mỹ Xuyên. Tương tự, cử tri xã Vạn Kim và cử tri xã Đốc Tính đồng ý hợp nhất và đồng ý tên gọi sau khi sắp xếp là Vạn Tính trước đó khi một số quận huyện thị xã ở hà nội vừa công bố tên phường xã dự kiến sau sắp nhập nhiều tên được ghép từ tên của hai phường cũ nhiều người dân cho biết việc này khiến tên phường trở nên dài dòng gây bất tiện cho người dân khi làm các giấy tờ thủ tục hành chính nhận định về việc ghép hai tên phường thành một sau sắp nhập một số ý kiến cho rằng không nên ghép quá dài sẽ gây khó cho người dân khi ghi địa chỉ trên các giấy tờ hợp đồng có thể lấy ví dụ, một người dân sau khi ghi số nhà, ngách, ngõ, phố, rồi lại ghi thêm phường văn miếu quốc tử giám quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thì quá dài dòng. Một số ý kiến khác cũng đề xuất nên lấy tên của một phường xã cũ thành tên mới sau sắp nhập. Nếu gộp hai phường thành một, thì nên dùng tên của phường có dân số nhiều hơn để giảm thiểu số lượng giấy tờ cần thay đổi. Đa số các ý kiến đều đồng nhất quan điểm tên phường nên để sao cho ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Cũng theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, tên đơn vị hành chính mới được xem xét dựa trên yếu tố truyền thống, văn hóa, phong tục tập quán của địa phương. Ưu tiên sử dụng tên gọi đã có của các đơn vị hành chính trước khi sắp xếp hoặc được sử dụng trong quá trình hình thành và phát triển.